Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xây dựng thương hiệu cho ngành thực phẩm Việt Nam. Ninh Thuận tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 27B. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai dịch vụ đón trả khách bằng trực thăng. Hiểm họa cháy nổ do bất cẩn khi hàng xì. Thưa quý vị, xây dựng chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam là một phần của chương trình thương hiệu quốc gia. Đây là ý kiến đưa ra tại hội thảo phương án xây dựng chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức vào ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội. Hiện chương trình xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam đang từng bước nghiên cứu và thực hiện, đưa ra những giải pháp chuyên nghiệp và hiệu quả để tạo dựng hình ảnh sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Qua kết quả khảo sát ý kiến trong và ngoài nước, chương trình đã đề xuất phương án định vị thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam The Food Basket of the World, tạm dịch là Việt Nam giỏ thực phẩm của thế giới, và đề xuất phương án về cấu trúc thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu cho ngành thực phẩm Việt Nam và các phân ngành thực phẩm cụ thể subsectors. Dự kiến chương trình sẽ công bố báo cáo chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam vào quý 3 năm 2017. Thưa quý vị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố thông tin thị trường lao động quý 1 năm 2017 với nhiều chỉ tiêu đáng chú ý. Trong đó, tín hiệu đáng mừng nhất là số người có việc làm đã tăng 74,43 nghìn người so với quý 1 năm 2016. Theo công bố, cơ cấu lao động chuyển dịch nhanh hơn, tỷ lệ lao động ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm. Số lao động làm công ăn lương tiếp tục tăng lên đến 22,5 triệu người, chiếm khoảng 41% tổng số việc làm. Thu nhập của lao động hưởng lương cũng tăng khá cao so với quý 4 năm 2016 và cùng kỳ năm trước, trung bình đạt mức 5,4 triệu đồng một tháng. So với quý 4 năm 2016, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học trở lên giảm đáng kể, nhưng tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động vẫn tăng nhẹ. Theo các chuyên gia, số lượng sinh viên đầu ra mỗi năm quá nhiều. Hiện tại, Việt Nam có hơn 500 trường đại học cao đẳng trong cả nước. Việc mở cửa ồ ạt các trường đại học với chất lượng đầu vào thấp là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm tăng giọt. Đề xuất đầu tiên là cần phải hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động và củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức dịch vụ việc làm, góp phần quan trọng kết nối cung cầu lao động hiệu quả hơn. Nối tiếp chương trình là một số thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, dịp hè đến, nhu cầu gửi trẻ trở nên cần thiết hơn với nhiều bậc phụ huynh. Bán trú vệ tinh ra đời là một giải pháp giúp phụ huynh yên tâm gửi trẻ để làm việc, cũng là để trẻ được ăn ngủ, học tập. Thế nhưng hiện nay vẫn chưa có cơ chế để cấp phép cho loại hình này. Đáng nói là ở thành phố Hồ Chí Minh, bán trú vệ tinh lại đang hoạt động rất rầm rộ, mỗi ngày tiếp nhận hàng chục em học sinh. Bán trú vệ tinh là loại hình nhận học sinh cấp tiểu học, trung học về ăn, ngủ trưa, học ôn tập tại các cơ sở giáo dục tư nhân. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có quy định cơ chế nào cho việc cấp phép hoạt động, giám sát loại hình hoạt động này. Ghi nhận của phóng viên tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, dù hè mới bắt đầu, nhưng nhiều cơ sở bồi dưỡng văn hóa đã trưng bày các tấm bảng quảng cáo nhận học sinh bán trú hè. Theo nội dung quảng cáo, các cơ sở này sẽ dạy văn hóa cho học sinh cấp 1, 2, rèn chữ và dạy vỡ lòng cho học sinh sắp vào lớp 1. Mặc dù theo quảng cáo của các cơ sở, hiện nay đã có giấy phép dạy thêm, học thêm, nhưng không nói gì đến giấy phép của dịch vụ bán trú cho học sinh. Loại hình bán trú vệ tinh nếu phát huy đúng chức năng sẽ có ích rất lớn cho phụ huynh xã hội. Tuy nhiên, thiết nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên có những cơ chế nhất định để giúp các cơ sở hoạt động một cách quy củ, được quản lý và góp phần đảm yên tâm hơn cho học sinh khi cởi con vào những dịp hè. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một bé trai 8 tháng tuổi trong tình trạng khó thở, tím tái, đường thở bị phù nề do bị một con bọ cánh cứng chui thẳng vào miệng. Trong lúc hoảng hốt, mẹ bé đã dùng tay móc trong họng làm côn trùng càng chui sâu hơn vào đường thở. Việc này khiến công tác chữa trị tiến hành gấp dị vật cho bé gặp nhiều khó khăn. Hiện tại sức khỏe của bé khá tốt, chỉ còn một phần thùy trên của phổi có vấn đề. Khi gặp trường hợp tương tự, bố mẹ trẻ nên vỗ lưng, ấn ngực để tạo áp lực tống dị vật ra ngoài và đưa trẻ đến bệnh viện. Thưa quý vị, đối với những em nhỏ khuyết tật, mặc dù mỗi người một hoàn cảnh, số phận, nhưng trên tất cả, ở các em đều có cùng một niềm đam mê và hào hứng với thể thao và ý chí quyết tâm vượt lên chính mình. Thể thao không chỉ có sức hấp dẫn mà còn chính là cầu nối giúp các em gạt bỏ mặc cảm, khẳng định bản thân bằng sự nhanh nhẹn và tự tin hơn. Một trận đấu bóng đá đặc biệt với sự góp mặt của những cầu thủ đặc biệt, không một tiếng nói, chỉ qua những cử chỉ và ánh mắt, quả bóng đã được đá vào lưới.
Đặng Ngọc Toan cũng như nhiều bạn khác trong đội, từ khi sinh ra em đã không có cơ hội được nghe bất kỳ một âm thanh gì. Không nghe, không nói được, Toan đã từng tách mình ra khỏi cuộc sống. Nhưng rồi em đã tập chơi đá bóng và bắt đầu yêu môn thể thao này. Ngoài bóng đá, các môn thể thao khác như bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng cũng thu hút rất đông các vận động viên đặc biệt tham gia. Không đặt nặng vấn đề kết quả thắng thua, những sân chơi thể thao là dịp để các em gặp gỡ, làm quen và giao lưu với nhiều bạn bè để cùng nhau cháy hết mình với niềm đam mê thể thao. Ngày hội này là nhằm để các em nó trải nghiệm những cái niềm đam mê của các em, tạo thuận lợi cho các em để giao lưu học tập, cọ sát nhau để học tập và vấn đề kinh nghiệm của các em. Cả nước hiện có hơn 1,3 triệu trẻ em khuyết tật. So với những trẻ bình thường, các em chịu nhiều thiệt thòi hơn cả về học tập cũng như chăm sóc sức khỏe. Do đó, việc tạo dựng sân chơi thể thao không chỉ giúp các em có cơ hội thể hiện niềm đam mê, mà nó còn góp phần nâng cao sức khỏe, thành tích, xây dựng tinh thần phấn khởi, thêm tình yêu cuộc sống. Chuyển sang các thông tin dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, hiện nay trên tuyến quốc lộ 27B, đoạn qua địa phận huyện miền núi Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, có nhiều đoạn xuống cấp nặng gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Quốc lộ 27B là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, nên lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Một số đoạn trên quốc lộ 27B xuống cấp, bong tróc mặt đường, xuất hiện nhiều ổ gà từ km 28+040 đến gần trung tâm xã Phước Thành, huyện Bắc Ái. Các loại xe lưu thông trên đoạn đường này thường né tránh hố sâu giữa đường, đi sang hai bên lề, gây rạn nứt, biến dạng mặt đường. Đường xuống cấp đã ảnh hưởng đến lưu thông của người dân, đặc biệt vào ban đêm rất dễ xảy ra tai nạn. Có nguy hiểm là tức là quốc lộ 27B không ổn định. Bởi vì là đường xá xa xôi, những bà con đi tối là những người say rượu, những người không say rượu vì té là người già là đi công đường này khó. Ngành chức năng cần sớm khắc phục các điểm hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện giao thông trên quốc lộ 27B được thuận lợi. Cầu Giả Viên, thành phố Huế là địa điểm du lịch được người dân và đông đảo du khách ghé thăm. Thế nhưng thời gian gần đây, nơi này trở thành tụ điểm tiêm chích ma túy công khai của các đối tượng nghiện hút. Lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc những lúc vắng người qua lại, các con nghiện thường đến khu vực này để sử dụng trái phép ma túy. Cứ sau mỗi lần như vậy, chúng bỏ lại rất nhiều kim tiêm còn dính đầy máu trên bãi cỏ và trong các vòng lâu. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc sớm để chấn chỉnh tình trạng này, mang lại sự an toàn cho người dân và du khách gần xa. Do nhu cầu tái canh trồng mới diện tích cao su năm nay tăng cao, hiện giá cao su giống tại Bình Phước đang đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tại huyện Chơn Thành, vùng trọng điểm sản xuất cao su giống của tỉnh Bình Phước và cả nước, nhiều hộ sản xuất cao su giống đã không còn nguồn hàng để bán. Không chỉ hút hàng mà giá cao su giống cũng đã tăng rất mạnh, gấp 3-4 lần so với năm trước. Hiện một cây giống cao su Sum Trần có giá từ 7.000 đến 8.000 đồng, tăng 2.000 đồng so với tháng trước, còn Sum Bầu chưa có lá 16.000 đồng một cây, tăng 6.000 đồng so với tháng trước. Đối với Sum Bầu có một tầng lá là 19.000 đồng, hai tầng lá là 25.000 đồng, tăng 8.000 đồng một cây so với tháng trước đó. Mức giá này được nhiều người làm cao su giống nhận định là cao nhất từ trước tới nay. Nhiều hộ gia đình vẫn đang tiếp tục nhận đơn hàng để ghép mới cây giống. Nguyên nhân giá cao su tăng đột biến là do nhu cầu tái canh trồng mới năm nay tăng cao. Đồng thời, nhiều hộ sản xuất giống không dự báo được nhu cầu thị trường nên không dám đầu tư sản xuất giống sau một thời gian dài cao su giống ế ẩm, giá bán thấp nên dẫn đến cung hiện không đủ cầu, giá bán tăng vọt. Tiếp tục chương trình là một số thông tin về văn hóa du lịch. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 6, trực thăng của công ty trực thăng miền Nam chở khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh xuống tòa nhà Times Square, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn tất chuyến bay kiểm tra việc đón trả khách tại tòa nhà này. Đây là dịch vụ đón trả khách bằng trực thăng đầu tiên được cấp phép tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc trực thăng được sử dụng trong chiều 9 tháng 6 có tầm bay tối đa 671 km, sức chứa tối đa 2 phi công và 12 hành khách. Times Square là một trong 10 tòa nhà có sân đổ trực thăng của thành phố Hồ Chí Minh và là tòa nhà đầu tiên được cấp phép dịch vụ đón trả khách bằng trực thăng. Đại diện công ty cổ phần đầu tư Times Square xác nhận đang tiến hành thỏa thuận và ký kết hợp đồng nguyên tắc dài hạn với công ty trực thăng miền Nam nhằm đưa đón trả khách VIP và khách hàng lưu trú tại khách sạn Riverside Sài Gòn. Theo đó, đường bay được cấp phép từ tòa nhà Times Square đến sân bay Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại. Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng ý cho phép xây dựng, bố trí sân đổ trực thăng trên nóc nhà Times Square và mở đường bay trực thăng để phục vụ bay hàng không chung, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, bay cấp cứu y tế trong vùng trời thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thẩm định kiểm tra các hoạt động tổ chức kinh doanh du lịch mạo hiểm với trò chơi đu dây vượt thác của công ty trách nhiệm hữu hạn Tắc Kè Sinh tại xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương. Sau khi thẩm tra, đoàn sẽ tiến hành đánh giá chất lượng, hiệu quả để cấp lại giấy chứng nhận cho các đơn vị đủ điều kiện. Được biết, đây là một trong 10 doanh nghiệp nằm trong danh sách thẩm tra đợt này nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm của các doanh nghiệp du lịch lữ hành. Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Festival Biển 2017, tối ngày 9 tháng 6, khối du lịch Katoko đã khai mạc chương trình ca múa nhạc dân tộc và khu trưng bày thu nhỏ 7 danh lam thắng cảnh đặc trưng của Khánh Hòa. Chương trình thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan thưởng lãm. Theo đó, tại khu triển lãm, 7 địa danh tham quan độc đáo ấn tượng đặc trưng của Nha Trang như Chùa Long Sơn, Nhà thờ Đuối, Hoa Quả Sơn, Thác Giang Bay, Tháp Bà Bonaga, Thành Cổ Diêm Khánh, Hòn Chồng sẽ được tái hiện lại bằng mô hình thu nhỏ, giúp du khách hình dung rõ hơn về những địa danh nổi tiếng này. Khánh Hòa có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhưng mà để cái du khách đến với Khánh Hòa, đến với Nha Trang mà để đi có thời gian đi cùng một lúc rất là nhiều thắng cảnh như vậy thì cũng sẽ rất là khó làm một loạt các cái mô hình thắng cảnh thu nhỏ để tập trung về một chỗ để cho du khách cùng một lúc cũng nắm được rất là nhiều thông tin về các cái thắng cảnh đẹp của Khánh Hòa, Nha Trang. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những nét đẹp văn hóa dân tộc, những điểm nhấn của các danh lam thắng cảnh tại Khánh Hòa, qua đó kêu gọi mọi người nên giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể. Được biết, sau khi triển lãm tại Festival kết thúc, những mô hình danh lam thắng cảnh này sẽ được trau chuốt và trưng bày dưới đáy biển trong tour du lịch đi bộ dưới lòng đại dương, dự kiến đón khách vào tháng 8 tại đảo Khỉ để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Mở đầu phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông là thông tin chiều tối ngày 9 tháng 6 tại khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe container, làm hai thanh niên chấn thương nặng, bất tỉnh. Vào thời điểm trên, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy biển kiểm soát 81B1-43036, ôm cua qua vòng xoay Mỹ Thủy để về đường Võ Chí Công thì tông vào đuôi một xe container chạy cùng chiều. Cả hai chấn thương nặng, bất tỉnh tại chỗ sau va chạm, sau đó được chuyển đến một bệnh viện tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Theo một nhân chứng cho biết, hai thanh niên này trước đó đã chạy với tốc độ khá nhanh trên đường Đồng Văn Cống, phía sau có người đuổi theo và liên tục tri hô cướp. Tại hiện trường, chiếc xe container đã ôm cua gần hết vòng xoay, phần thân xe chắn ngang đường Đồng Văn Cống hướng về cảng cắt lái, khiến lực lượng chức năng phải cho phương tiện này lưu thông tiếp để quay đầu trở lại phục vụ việc dựng hiện trường. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trú tại huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Điều đáng nói đó là nhóm thanh niên này còn rất trẻ và chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2016, nhóm thanh niên gồm Hoàng Văn Quyết 20 tuổi, Nguyễn Đình Cảnh 17 tuổi, Nguyễn Đình Thái 18 tuổi, Hồ Công Quân 19 tuổi, Trần Đình Hiếu 20 tuổi đến hát karaoke tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Tại đây, do nghi ngờ Hiếu trêu chọc bạn gái mình nên giữa Hoàng Văn Quyết và Hiếu xảy ra ẩu đả. Thế vậy, Nguyễn Đình Cảnh đến can ngăn thì bị Hiếu đẩy ra. Cảnh liền cầm con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào người Hiếu. Quá sợ hãi, Hiếu bỏ chạy ra ngoài thì bị nhóm thanh niên đuổi theo. Nguyễn Đình Cảnh dùng dao đâm một nhát vào sau lưng Hiếu, còn Nguyễn Đình Thái dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào người nạn nhân. Đến 17 giờ cùng ngày, biết tin Hiếu đã tử vong, các đối tượng gây án ra đầu thú. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Cảnh 10 năm tù, Nguyễn Đình Thái 7 năm tù cùng về tội giết người, Hoàng Văn Quyết 15 tháng tù, Hồ Công Quân 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Chiều 8 tháng 9, tại khu vực bản Tìa Ló, xã Non U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, đội 1 Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt đối tượng Mùa A Só, sinh năm 1968, trú tại bản Thẩm Mỹ A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, thu giữ 21.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy được cất giấu trong 105 gói ni lông màu xanh. Bước đầu, Mùa A Só khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng người Lào bên kia biên giới, đang trên đường vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ.
Ngày 9 tháng 6 tại km 378 Trường Lâm, tỉnh Gia, Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã bắt giữ xe tải mang biển kiểm soát 43C05457 do lái xe Nguyễn Văn Dũng, thường trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng điều khiển, chở 4,5 tấn nội tạng động vật đang trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối. Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của sản phẩm. Tài xế cũng khai nhận số thực phẩm bẩn nói trên được vận chuyển từ Huế đi Lạng Sơn để tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phần cuối của chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, hàn xì là một trong những công việc đặc thù, đòi hỏi người thợ phải có kỹ năng tốt, được đào tạo bài bản bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là cháy nổ. Chính vì thế, về nguyên tắc thì người thợ luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về an toàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình về vấn đề này. Trong quá trình hàn cắt kim loại, luôn phát sinh ra rất nhiều tia lửa nhỏ như thế này. Nếu bất cẩn để những tia lửa này tiếp xúc với vật liệu dễ cháy, thì hoàn toàn có thể gây ra một đám cháy lớn. Chính vì thế, về nguyên tắc, người thợ phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về an toàn. Tuy nhiên, không phải thợ hàn nào cũng hiểu và tuân thủ những quy tắc này. Trước khi mình làm, mình phải kiểm tra những cái môi trường và hiện trường xung quanh đi. Những cái dây cháy nổ phải dọn dẹp đi thôi chứ. Và chuẩn bị những cái như cứu hỏa rồi thì nước để phòng những cái sự cố xảy ra. Thực ra người ta này cũng không để ý về đấy, người ta không được đào tạo. Thì người ta cứ thế người ta làm. Thực ra chính vì thế nó mới gây ra cháy nổ. Nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở tăng cao, các cơ sở hàn xì xuất hiện ngày càng nhiều. Thợ hàn chủ yếu là tự truyền nghề cho nhau và không có kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Cái lực lượng quản lý, đặc biệt là lực lượng thanh tra, thì chỉ có không đầy 500 người và làm rất nhiều các cái công việc khác nhau. Để ngay cái quản lý địa bàn ở các quận huyện chỉ mới dừng lại ở cái việc các cái chức năng về thống kê báo cáo, dẫn đến là các cái cơ sở hàn cắt kim loại nhỏ lẻ thì chắc chắn là cái việc thanh tra đến cái cơ sở này là không đáng kể. Để hạn chế tối đa những vụ nổ cháy do hàn cắt kim loại gây ra, người lao động và các cơ sở cần phải trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động. Còn đối với các ngành chức năng, thiết kế giải pháp trước mắt sẽ là tổ chức những khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng cho thợ hàn. Đối tượng tham gia không chỉ là các chủ cơ sở hay các thợ chính mà phải bao gồm cả thợ phụ và thợ học việc trong các cơ sở. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Quảng Ngãi đi chơi thác, 7 học sinh bị nước nguồn cuốn trôi, 1 em tử vong, 2 em học sinh còn lại mất tích. Sinh viên Đà Nẵng sáng tạo thiết bị phòng chống ấu dâm. Bình Dương táo tợn dùng dao đâm tài xế taxi nhiều nhát, cướp tài sản trong đêm. Cảnh báo suy giảm não bộ, trầm cảm do thói quen thức khuya ở giới trẻ.